32. Phẩm công đức. Bấy giờ chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh, trong tam thiên đại thiên thế giới, đồng thanh thưa với trời Đế Thích: Thưa đại tiên, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, cần phải thọ trì, cần phải đọc tụng, cần phải tinh tấn siêng năng tu học, cần phải suy nghĩ đúng lý, cần phải cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao? Thưa đại tiên, vì nếu thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa như thế, thì khiến cho tất cả ác pháp tồn giảm, thiện pháp tăng thêm, cũng khiến cho tất cả chúng trời tăng thêm ích lợi. Các a tố lạc tồn giảm, cũng khiến cho Phật nhãn, Pháp nhãn, Tăng nhãn chẳng diệt, cũng khiến cho tất cả hạt giống Phật Pháp Tăng chẳng dứt. Thưa đại tiên, phải biết do hạt giống Tam Bảo chẳng dứt tuyệt, nên thế gian mới có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc có nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc có bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc có tất cả môn tam ma địa, môn đà la ni, hoặc có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc có quả dự lưu cho đến quả A-la-hán, hoặc có độc giác Bồ Đề, hoặc có hạnh đại Bồ Tát, hoặc có vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, thưa đại tiên, đối với bát nhã ba la mật đa đây, phải nên thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích rằng: Này Kiều Thi Ca, đối với bát nhã ba la mật đa đây, ông nên thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì nếu A Tố Lạc và đồng đảng của họ nghĩ như vậy, chúng ta phải giao chiến với quân của trời Đế Thích. Khi ấy chư thiên quyến thuộc các ông đều nên trí thành tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì tức thời A Tố Lạc và các bè lũ ác khởi tâm xấu liền bị tiêu diệt. Này Kiều Thi Ca, nếu khi năm tướng suy các thiên tử hoặc các thiên nữ hiện ra, tâm họ kinh hoàng, sợ đọa ác thú, thì chư thiên quyến thuộc các ông nên đứng trước kẻ ấy chí thành tụng niệm bát nhã ba la mật đa như thế. Khi ấy thiên tử hoặc thiên nữ kia nghe bát nhã ba la mật đa này, vì sức căn lành đối với bát nhã ba la mật đa đây sanh lòng tịnh tín, nên năm tướng suy ẩn mất, thân ý thư thái. Nếu mạng chung thì sanh trở lại bản xứ, hưởng sự giàu sang vui thú của cõi trời gấp bội hơn trước. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì nghe và tin bát nhã ba la mật đa nên công đức uy lực rất rộng lớn vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân hoặc các thiên tử và các thiên nữ đã một lần nghe qua bát nhã ba la mật đa sâu xa đây, nhờ sức căn lành này nên quyết định sẽ lần lượt chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật và các đệ tử đều học bát nhã ba la mật đa như thế, chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vào cõi vô dư y niết bàn. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa như thế thu nhiếp tất cả pháp phần Bồ Đề, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp thanh văn, đều được thu nhiếp trọn vẹn đầy đủ. Bấy giờ trời Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là vua tất cả chú, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có thể hàng phục tất cả, chẳng bị tất cả hàng phục. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật đa như thế có thể trừ tất cả pháp ác bất thiện, thu nhiếp tất cả thiện pháp thù thắng. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều nhân nơi đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế mà chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, quay bánh xe pháp vi diệu, độ vô lượng chúng. Vì nương nhờ đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, nên thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc chân như pháp giới pháp tánh thật tế, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, định pháp trụ pháp, bất tư nghỉ giới, hoặc bốn thánh đế, hoặc năm nhãn, sáu thần thông, hoặc quả dự lưu cho đến quả A-la-hán, hoặc độc giác Bồ Đề, hoặc các hạnh đại Bồ Tát, hoặc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề Phật, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nhờ nương vào Đại Bồ Tát, nên thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo cho đến trí nhất thiết tướng. Ví như nương vào mặt trăng tròn đầy, nên các ngôi sao đều được thêm ánh sáng. Cũng vậy, nhờ nương vào các Đại Bồ Tát, nên 10 thiện nghiệp đạo cho đến trí nhất thiết tướng mới được hiển rõ. Như khi các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chưa ra đời, chỉ có Đại Bồ Tát là có đầy đủ các môn phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình mà tuyên nói tất cả pháp thế gian xuất thế gian không sai trái. Các phương tiện thiện xảo của Đại Bồ Tát đều được sanh trường từ bát nhã ba la mật đa sâu xa này. Các Đại Bồ Tát thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên hay hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hay hành nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hay hành bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Các Đại Bồ Tát này chẳng chứng thanh văn và bậc độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thu nhiếp đầy đủ, thọ lượng viên mãn, cõi Phật viên mãn, quyến thuộc viên mãn, vật chất viên mãn, sắc lực viên mãn, cho đến chứng được trí nhất thiết tướng, là đều do bát nhã ba la mật đa mà được thành thục. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì sẽ thành tựu được công đức thủ thắng trong hiện tại vị lai. Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thành tựu công đức thù thắng trong hiện tại và vị lai như thế nào? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hiện tại chẳng bị độc dược làm hại, chẳng bị đao binh làm thương tổn, chẳng bị lửa đốt cháy, chẳng bị nước cuốn chìm, cho đến chẳng bị 404 bệnh làm chết yểu, ngoại trừ định nghiệp đời trước nên hiện tại phải chịu. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu gặp phải việc quan, oán tặc ép ngặt mà trí tâm tụng niệm bát nhã ba la mật đa như thế, thì khi ấy quyết chẳng bị khiển phạt gia hại. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì pháp uy đức thế lực của bát nhã ba la mật đa như thế khiến cho như vậy. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu muốn đến các chỗ của quốc vương, vương tử, đại thần mà trí tâm tụng niệm bát nhã ba la mật đa như thế, thì quyết được vua vui mừng hỏi han, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường phát khởi lòng từ bi hỷ xả đối với các hữu tình. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường được thành tựu các loại công đức hiện tại như thế. Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sanh bất cứ nơi nào cũng không bao giờ xa lìa 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, định 4 vô sắc, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tất cả môn tam ma địa, môn đà la ni, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đọa địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, ngoại trừ nguyện sanh vào đó để thành thục hữu tình. Sanh bất cứ nơi đâu, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này các căn đầy đủ, thân thể không khuyết, hẳn chẳng sanh vào nhà bần cùng hạ tiện, thợ thuyền tạp loại, thợ thịt đánh cá, săn bắn, đạo tặc, quan ngục và hạng khiêng gánh thây chết, hoặc tộc hèn, nông phu, buôn bán, sanh bất cứ nơi đâu các thiện nam tử, thiện nữ nhân này cũng có đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp viên mãn trang nghiêm, tất cả hữu tình nhìn thấy đều vui mừng, phần nhiều sanh trong cõi nghiêm tịnh có Phật, hóa sanh từ hoa sen, chẳng gây nghiệp ác, thường chẳng xa lìa thần thông của Bồ Tát, tùy theo tâm nguyện, dạo các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật kia, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, lắng nghe chánh pháp, như thuyết tu hành, dần dần chứng được trí nhất thiết trí. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ thành tựu các loại công đức vị lai như thế. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức thủ thắng hiện tại vị lai như thế, cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì phải thường chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, lại đem các vật thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các loại trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường.